Nằm trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, ngày 12 tháng 3 tại xã Carongna, Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội Voi Buôn Đôn năm 2023. Ông Phạm Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn cho biết, từ xa xưa voi đã trở thành biểu tượng văn hóa của Buôn Đôn, nói lên nét đẹp của buôn làng, sự giàu có và ấm no. Voi gắn bó với sự hình thành và phát triển của dân tộc, thấm sâu vào các mối quan hệ xã hội, tác động vào văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội và nhiều hình thức sinh hoạt cộng đồng khác của các dân tộc Tây Nguyên. Hội Voi Buôn Đôn năm 2023 là một hoạt động thiết thực để giới thiệu những tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch sinh thái của tỉnh, tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, không gian văn hóa công chúng, tạo và hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế, xã hội nói chung và du lịch của huyện nói riêng. Hội Voi năm nay có 7 chú voi từ các đơn vị du lịch và của người dân trên địa bàn đến tham gia. Các hoạt động đua voi, voi đá bóng đều được ban tổ chức loại bỏ. Thay vào đó, các cuộc thi như trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, voi chào khán giả. Đặc biệt tại tiệc buffet cho voi, hàng tấn rau quả như dưa hấu, mía, chuối đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. 7 chú voi được đưa đến thỏa thích ăn. Đây là hoạt động mới của Hội Voi Buôn Đôn năm nay, khiến du khách vô cùng thích thú khi được tận tay đưa hoa quả cho voi ăn, được chụp hình với những chú voi khổng lồ.